Bye-bye. Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Hiện nay tại tiệm McDonald's có tham gia hai bánh sausage hay chicken McGriddles chỉ 3 đồng 50 cent. Ngọc Lan Hoàng Châu Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả một lần nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chọn lưu lượng Sài Gòn TV vào cà phê sáng cũng như thời sự thế giới theo dõi các bản tin vào buổi sáng hàng ngày. Vào hôm thứ Sáu vừa rồi chúng tôi gửi đến quý vị một cái bản tin liên quan đến cái chết của một người mẹ và đứa con trai 6 tuổi. Hôm nay chúng tôi có thêm bản tin cập nhật bởi vì cái vụ này nó xảy ra vào tối thứ Năm trên dòng sông Miramat thuộc phía nằm ở phía hạ nguồn của tiểu bang Massachusetts à, Đây là hình ảnh quý vị đang nhìn thấy Đây là gia đình Và sáng ngày hôm nay Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy Thi thể của bé trai 6 tuổi à, Chuyện gì đã xảy ra Vào hôm thứ năm Theo lời kể của ông bố đó Ông nói sau khi đi câu cá Thì không biết vì lý do nào Lúc mà mọi gia đình 6 người lên trên xe rồi à, Đây là cái khu vực nổi tiếng Mà rất nhiều người cộng đồng ở địa phương họ tới đây họ câu cá nhất là mùa, mùa chuẩn bị sang mùa hè khí trời nó ấm áp hơn 7 giờ thì thực sự mặt trời cũng còn cho nên họ đến giờ đó là họ rời khỏi rồi à, thời điểm đó thì quý vị nước đã cao tới đỉnh rồi tức là trên bề mặt của sông đó quý vị thấy nước nó ngập gần hết rồi và đã đang xuống và ngọc lan biết và quý vị biết khi bắn đồng nước nó xuống đó, nó chảy xiết lắm cắt đầu nước xuống mà nước một là khi là lên nhưng mà khi rút đó nước nó khá là xiết không biết vì lý do nào à, đứa nhỏ chị gái hay là đứa bé này đó nó chạy ra nó vớt một cái gì đó nó thấy một cái gì đó nó vớt thì nó trượt chân nó té xuống thế là đứa chị à, nhảy xuống theo để mà vớt đứa đứa bé cha em của mình người mẹ hoảng quá vì bởi vì khi mà nó nhảy xuống như thế đó bắt đầu nước nó kéo nó ra ngoài khơi thế là người mẹ nhảy xuống luôn thì người mẹ nhảy xuống đó thì chụp được cô con gái thì kéo nó lên nhưng mà cái đây là một cái chi tiết mà chúng tôi thấy rất là không biết vì lý do nào bản tin ghi nhận đó là ở gần đó có những cái thuyền tàu thuyền nó chạy ừ. thì nó chạy tới kịp thì người mẹ nâng thi thể lúc đó là con gái nó đang cũng ngột ngột ngạt à. lắm rồi người mẹ đẩy đứa bé lên thì ở trên bờ đó họ kéo em lên được rồi không biết vì lý do nào người mẹ đến lúc đó bản tin nói đó là không lên cái thuyền được buông tay ra buông tay ra xong chìm dưới nút luôn thì chết đuối luôn Mà không biết tại sao có người ở trên thuyền hay không Mà tại sao không nắm lấy tay của bà kéo lên Để giúp cho bà Bản tin nói đó Bà không còn sức để lên trên cái chiếc thuyền nữa Chứ không phải là bờ Và có một điểm đáng chú ý ở đây đó Cảnh sát nói đó là Mặc dù trên bờ mình nói là bờ Nhưng mà cái chỗ nó rớt xuống Mấy người này rớt xuống á nó có một cái độ sâu rất là sâu cho nên cái chân nó không có chạm đáy ừ. và đó là lý do mà khi em nó rớt xuống đó, là em nó bơi nó, nó bị bị nước đẩy ra luôn thì trong tối thứ năm á khi mà lực lượng cứu hỏa rồi lực lượng tìm kiếm người trục vớt người đó họ tìm thấy được thi thể của bà mà người ta không tìm thấy đứa bé đâu cả thì quý vị thấy nè ha chực thăng cả một cái lực lượng rất là lớn của Massachusetts. Họ tập trung rồi. Rồi à, tàu thuyền trên cái dòng hộ, bờ hồ, trên dòng sông này họ tập trung hết tất cả luôn. Và quý vị thấy đó, đây là trực thăng họ đi chiếu từng góc cạnh một. Mà mãi cho tới à, tối khuya hôm qua đó, họ mới tìm thấy được thi thể. Và Đến uh, chiều tối hôm qua thì có người trèo cái, cái chiếc thuyền cá nhân khai giác á, ừ. họ đi chơi ở đây, họ trèo thì bất chợt họ nhìn thấy xác của bé trai 6 tuổi đó nó trôi dạt vào trong bờ. Ừ. Thì họ mới báo uh, cảnh sát biết thì đây là cái khu vực um, rất là tội nghiệp uh, đây um, sáng nay thì cảnh sát mới xác định được bé trai đó tên là Mas De Chat. Um, ừ. Yeah, gia đình The chat này à, à, sống ở Massachusetts và thường xuyên cả gia đình đi câu cá trong cái bờ hồ này. Đây là hình ảnh à, do gia đình cung cấp ở trên bờ hồ thì họ lập một cái đài tưởng niệm nho nhỏ để những ai đến cầu nguyện thì họ mang hoa rồi mang đến đến cho gia đình em. Yeah. Tôi... rất là đáng thương ừ. thì là xảy chân thôi. Ông bố ông kể lại đó là thấy ba mẹ con nghĩa là chập chập bên dưới nước kêu cứu ổng bay xuống luôn ổng ừ. cũng nhảy xuống được nhưng mà không biết ổng cũng không là phải là người bơi giỏi nữa cho nên ổng nói ổng cố gắng ổng chạy ra để ổng vớt nhưng mà cái nước nó cuốn nhanh quá cho nên ổng hụt tay thì ổng sợ ổng sẽ có thể trở thành nạn nhân luôn cho nên ổng bơi ngược vào bờ ổng gọi điện thoại để cầu cứu ừ. và nhờ cái điện thoại đó mà người ta nói lực lượng phản ứng họ tới thật kịp thời nhưng mà cuối cùng cũng không cứu được bà Ờ. có một cái tin chúng tôi đã đã tường trình đó là không biết vì lý do nào bà đẩy được đứa bé lên lên thuyền lên cái tàu đó mà tại sao bà lại buông tay không uh, hay là mệt quá đó không còn sức nữa cho nên hay là bà muốn nên là đi tìm đứa bé luôn đứa con trai của mình đó đó là một cái cái chi tiết mà chúng ta hơi uh, có nhiều cái thắc mắc hiện nay yeah. ờ, ngày hôm qua đó thì cũng có một uh một đứa bé một tuổi uh, chết một cách rất là thương tâm là bởi vì bị chính bố ruột của mình bắn chết uh, cái câu chuyện này sự việc này nó xảy ra là ở georgia uh, có thể nói là nói một cái thảm kịch của gia đình nhưng mà đến giờ này á, thì người ta vẫn chưa biết cái lý do nó là như thế nào chỉ biết rằng là khuya ngày thứ bảy á, và khoảng hơn 11 giờ đêm thì một người uh, phụ nữ gọi điện cho cảnh sát nói rằng là bà bị con rể của mình bắn. Thì khi mà cảnh sát chạy đến uh, căn nhà này ở Georgia ở quận Clayton uh, Clayton uh, County thì thấy cái người phụ nữ uh, trên 60 tuổi, sáu mươi mấy tuổi rồi thì đang trong cái tình trạng rất là nghiêm trọng. Nhưng mà bà lúc đó đó thì bà có nói thêm rằng là con gái của bà là bị chồng của cô bắn chết tức là con rể của bà bắn chết thì phát hiện thêm là người con gái của người phụ nữ đó đó là đã chết rồi thì ừ. lúc đó là hơn 11 giờ đêm đến sáng ngày hôm sau trong lúc mà họ còn chưa có truy lùng được uh, cái người cái cái ông này cái hung thủ này đó ông uh, Darren Panic thì uh, đến 7 giờ sáng thì cảnh sát chính cảnh sát nhận được cuộc gọi của ông này ông gọi ông nói rằng là ông sẽ giết chết con ông và ông tự tử, tự tử luôn. thì lúc đó cảnh sát mới theo giống như là theo cái gps họ cài sao họ đi tìm ông này nhưng mà lúc họ vừa đến một cái nhà thờ ở riverdale uh, thuộc uh, clayton curry thì lúc mà họ vừa đến đó là họ nghe tiếng súng nổ thì lúc đó chạy ra phía sau đó thì ông ông bố đã bắn chết đứa con gái một tuổi rồi ông tự sát luôn ở ngay phía sau nhà thờ lúc cảnh sát đến thì mọi chuyện đã xong rồi thì bây giờ người ta đang điều tra xem cái lý do dẫn đến cái chuyện mà tại sao cái người đàn ông này ờ già vừa bắn chết mẹ rồi. vợ, bắn chết yeah. vợ, bắn chết à, bà mẹ vợ thì đang trong tình trạng nguy kịch, bắn yeah. chết vợ rồi, giết chết con gái mình rồi tự sát luôn thì đó thì là một cái thảm kịch gia đình đó. Chúng ta thấy không xảy ra nhiều trong cộng đồng người châu Á có là chuyện tranh cãi thôi ừ. nhưng mà mình không có dẫn đến cái tình trạng mà bạo động ghê gớm như thế. Nhưng mà những gia đình gốc phi châu, gia đình da trắng mình thường xuyên hầu như hàng tuần nào cũng có những cái xảy ra những cái chuyện tranh chấp à, phần lớn là tòa cho phép người mẹ nuôi đứa, đứa bé thậm chí có những vụ trong quá khứ chúng tôi gửi đến quý vị tin tức đó là tòa mặc dầu là bên phía chồng cung cấp đầy đủ các chi tiết liên quan đến người vợ của mình nghĩa là ma túy rồi nghiện ngập mà thậm chí tòa vẫn cho phép người vợ để chăm sóc nữa. Nhưng mà trong trường hợp này chắc chắn là ông này ông thương con mà ông không muốn cái trong cái chuyện tranh chấp này dành đứa bé rồi ra tòa nhiều lần rồi cuối cùng tòa tuyên bản án là không cho người chồng bởi vì họ không thấy có đủ khả năng để chăm sóc đứa bé và phần lớn là như thế. Yeah. Mà mà khi mà như vậy thì xảy ra những cái chuyện tranh chấp trong gia đình. À, rồi chưa kể đó là người mẹ nghĩa là khó khăn để cho người chồng của mình chồng cũ hoặc là bạn trai luôn nữa chăm sóc đứa bé nghĩa là thăm nom đứa bé cũng không cho phép hoặc là à, ông muốn à, mang đứa bé đi cuối tuần người mẹ cũng không cho cuối cùng thì hận và xảy đến cái chuyện ừ. mà à, tấn công và thường là khi mà giết được cái người yêu hoặc là người vợ cũ của mình thì bắt cóc đứa nhỏ rồi trong trường hợp này giết luôn đứa nhỏ mà tự tử luôn chúng tôi gửi đến quý vị thêm các chi tiết liên quan đến tin địa phương ở khắp nơi mà quý vị cũng theo dõi ngay sau bản quảng cáo